đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Đảng và Nhà nước, không ngừng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, phát động góp phần xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh và tiến bộ hơn. Tôi muốn nhắn nhủ với các đồng chí cháu thanh niên, để có cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay, các thế hệ đi trước đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn và hy sinh, kể cả xương máu, để giành lại được độc lập, tự do. Các cháu hãy mãi ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu. Để từ đó các cháu biết trân trọng, nâng niu và ra sức học tập, lao động, cống hiến, quyết tâm giữ vững nền độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Trước khi dừng lời, một lần nữa tôi kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thụ. Tiếp theo chương trình, trân trọng mời em Nguyễn Tri Phương, sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Luật Hà Nội, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu. Kính thưa các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội. Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay cháu rất xúc động và tự hào đại diện cho tuổi trẻ thủ đô phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây là niềm vinh dự đối với một đoàn viên thanh niên công dân thủ đô Hà Nội như cháu. Kính thưa các bác, các quý vị đại biểu, những tháng ngày học tập ở nhà trường, qua các bài học lịch sử, những tư liệu trên sách báo, cháu biết rằng ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng của thủ đô Hà Nội và của dân tộc Việt Nam. Sự kiện trọng đại ấy đã góp phần khắc họa thêm một Hà Nội gan góc, vững vàng, khẳng định bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, khẳng định với thế giới một dân tộc anh hùng, bất khuất với những chiến công oanh liệt trong chống giặc ngoại xâm. Ký ức ngày giải phóng thủ đô vẫn khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Hà Nội về một thời chiến đấu oanh liệt với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Về hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về trong rừng cờ hoa, trong sự đón mừng hân hoan của đồng bào thủ đô. Về hình ảnh lễ chào cờ lịch sử, lá cờ chiến thắng của Tổ quốc tung bay trên đỉnh cột cờ Hà Nội. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, thủ đô Hà Nội như đang sống lại những giờ phút lịch sử đó.
Tất cả đã cho cháu niềm xúc động, tự hào và vô cùng trân trọng, biết ơn những sự đóng góp, hy sinh của thế hệ cha ông cho thế hệ chúng cháu được hưởng thành quả tươi đẹp như ngày hôm nay. Kính thưa các bác, các quý vị đại biểu, thế hệ trẻ chúng cháu được sinh ra khi đất nước không còn chiến tranh, không được chứng kiến những giây phút lịch sử hào hùng khi đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô 70 năm về trước. Nhưng chúng cháu hiểu rằng, để có được ngày vui chiến thắng ấy, biết bao người con ưu tú của thủ đô và cả nước, trong đó có những đoàn viên thanh niên một lòng theo Đảng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, có mặt ở những nơi gian khó khi Tổ quốc cần, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Chúng cháu được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được quan tâm, dạy dỗ để biết yêu thương quê hương, đất nước, tự hào về dân tộc, biết trân trọng quá khứ, lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của thủ đô đã cho chúng cháu niềm tự hào, sự tự tin khi được sinh ra, được lớn lên, được học tập và được làm việc trên mảnh đất thủ đô anh hùng nghìn năm văn hiến. Trong giây phút trang nghiêm và xúc động này, cháu xin thay mặt thế hệ trẻ thủ đô, xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Kính thưa các bác, các quý vị đại biểu, lễ kỷ niệm ngày hôm nay và các hoạt động kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trái tim chúng cháu, đã tiếp lửa cho tuổi trẻ thủ đô hôm nay và mai sau, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên chúng cháu phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thủ đô thân yêu và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy truyền thống thủ đô anh hùng, thế hệ trẻ chúng cháu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, mà nhân dân ta đã lựa chọn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, trở thành những công dân vừa hồng vừa chuyên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Phát huy truyền thống thủ đô anh hùng, tiếp bước thế hệ thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang. Tuổi trẻ chúng cháu nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn đức luyện tài, luôn xung kích dấn thân, đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, nỗ lực khởi nghiệp, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam hội nhập với thế giới. Chúng cháu nguyện mang khát vọng thanh xuân của tuổi trẻ hòa cùng với khát vọng chung của thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng đất nước ta bước vào giai đoạn mới ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc. Trước khi dừng lời, một lần nữa cháu xin kính chúc các bác, các quý vị đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Cháu xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn em Nguyễn Tri Phương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, chương trình lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 đến đây kết thúc. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn.